cho ta lắm ưu phiền. Ham giàu sang quên mất nhân tâm, ta gạt ai mai sau kiếp luân hồi, ta nợ chi khi trần gian đầy những điều ngoa. Sống kiếp lợi danh quên yêu thương, trao nhau thù hận, đến cuối đời ta hai bàn tay trắng về với đất trời. Ta sống làm chi khi thế gian không còn tình yêu, ta sống làm chi khi trần gian đầy những điều ngoa. Sống kiếp lợi danh quên yêu thương, trao nhau thù hận, đến cuối đời ta hai bàn tay trắng về với đất trời. Má thì không ngờ bụng dạ thằng Tư lại hiểm độc như vậy. Dẫu gì tụi nó cũng là anh em ruột thịt, cớ chi lại đi giúp người dân mà hại người nhà của mình như vậy chứ. Má, mọi chuyện cũng do lòng tham của anh ta mà ra hết. Ruột gan má như có lửa đốt đó con ơi. Má e thằng Ba Lâm lành ít dữ nhiều, nó không được thả thì má con mình làm sao sống nổi với thằng Tư Trọng trong cái nhà này hả con? Bằng bất cứ giá nào chồng con cũng phải quay về. Lúc đó anh sẽ có cách lật ngược lại tình thế. Nhưng biết tới khi nào hả con? Nếu nó có mặt ở nhà thì mình đâu có đến nỗi này. Má, con tính bài kế này, buộc quan ba phải nhượng bộ, thả chồng con về. Con đã nghĩ được kế rồi hả con? Vậy thì tốt quá rồi, con cứ mần đi, miễn sao Ba Lâm nó về được nhà thôi. Nhưng mà phải có má giúp sức, việc này mới thành. Được rồi, vì thằng Ba Lâm, vì cái nhà này, việc gì má cũng dám mần hết. Con nói đi, con muốn má mần cái gì? Má, má phải chết. Chết? Dạ. Theo lệ thì khi cha mẹ ruột qua đời, cho dù là tội nhân cũng được ân xá, về nhà 3 ngày để chịu tang. Chỉ cần chồng con có cớ về được tới đây, lúc đó mình sẽ bàn tính tiếp. Nhưng đổi lại má phải chết sao con? Nếu má chết thì thằng Ba Lâm nó về má cũng đâu gặp mặt được nó đâu. Ý con nói là má chỉ giả đò chết thôi chứ không phải chết thiệt. Mợ ba, tôi có việc muốn cậy chị giúp. Nhưng nói thiệt, nếu Tư Trọng phát hiện thì Đẹp cũng không tránh khỏi liên lụy đâu. Chị có dám mần không? Mợ ba, mợ ba cứ tin ở tôi. Tôi cũng hận thấu xương cái loại người vô tình vô nghĩa đó. Mợ có chuyện chi cần á thì cứ sai biểu, tôi hứa sẽ làm đúng như lời mợ sai biểu. Vậy là tôi an tâm rồi. Chút nữa Đẹp tới tiệm thuốc bắc hút cho tôi một thang thuốc trị bệnh mất ngủ. Nói với họ là người nhà bị mất ngủ khá lâu rồi, nên cần liều lượng phải thiệt mạnh. Tốt nhất là khi uống vô phải ngủ mê man thiệt lâu. Nhớ là phải mần kín đáo, đừng để lộ ra ngoài. Dạ, tôi hiểu rồi thưa mợ. Mọi việc trông cậy vô chị hết đó chị Đẹp. Việc lần này anh mừng rất là hệ trọng.
vì nó có can dự tới tánh mạng của cậu ba. Anh nhắm có kham nổi không? Mợ an tâm đi. Lâu nay cậu ba luôn đối xử tử tế với con. Con mang ơn cậu lung lắm. Dẫu có chết, con cũng mang cậu ba về an toàn để gặp mợ. Nếu mọi việc diễn ra đúng như tôi dự tính, thì anh sẽ mang thơ của Tư Trọng đến gặp quan ba, đặng xin cho cậu ba về nhà. Lúc trở về, đừng theo lộ lớn, hãy men theo đường tắt mà đi. Cho dù có gặp chuyện gì bất trắc, cũng phải đưa được cậu ba về nhà trước giờ liền bà hai. Mợ lo cậu ba gặp chuyện rủi sao? Tôi e sẽ có người ngăn cản, không cho cậu ba về tới nhà. Mợ nói vậy làm con cũng thấy hơi nghi ngại. Nếu người ta đã có ý muốn hại cậu ba, thì sẽ không để cho cậu ba về dễ dàng như vậy đâu mợ. Thiệt ra tôi cũng tính trước mọi việc rồi. Nếu anh không đưa cậu ba về kịp giờ liệm, thì cố gắng về trước giờ chôn. Thuốc mê sẽ làm cho bà hai ngủ một giấc dài, đủ để chờ ba Lâm về. Dạ. Nhưng mà tôi mong hai người về đúng lúc thì sẽ an toàn hơn. Dạ. Mợ nói sao thì con nghe vậy. Thưa mợ con đi. Tú à, má biết là thằng Trọng nó đang mời nhiều việc quấy, nhưng má không thể nào khuyên can nó được. Mấy hôm nay má lo nghĩ lung lắm. Cũng may là con nghĩ được cách đưa ba Lâm về. May ra thằng ba nó cản được thằng Trọng, không lún sâu vô tội ác nữa. Tú à, con có việc chi cần tới má thì con cứ nói, chứ đừng có ngại ngần chi hết nghe con. Hình như là con không tin tưởng má phải không Tú? Má thề có trời đất chứng giám, má không gạt con đâu. Má muốn mần việc gì đó để chuộc lại lỗi lầm của con trai mình. Chỉ cần con hứa với má là nói với thằng Ba Lâm giảm nhẹ tội trạng cho thằng Thư Trọng, được không con? Thưa má, con tin má là người nhân từ, trọng tình trọng nghĩa và thấu hiểu cho việc làm của con. Nếu má muốn giúp con một tay, thì con xin má hãy mần cho con một việc. Đó là má hãy theo sát Tư Trọng, đừng để anh ta có cơ hội hại Ba Lâm trên đường về nhà. Má hiểu rồi, má sẽ cố hết sức. Bà ơi bà, bà thức dậy chưa? Con đẹp nè, con đem nước ấm vô cho bà rửa mặt nè bà ơi. Con vô nha. Bà ơi, bà hai ơi, bà hai, bà hai ơi, bà hai ơi, bà hai ơi, bà ba ơi, cậu hai cậu tư mẫu ba ơi, bà hai bị sao rồi trời ơi, bà ơi, bà hai ơi, bà hai, chị hai, bà hai bị sao rồi? Chuyện gì? Tư Trọng ơi, Trọng ơi con ơi. Ủa, má. Có chuyện rồi con. Chuyện chi vậy má? Má hai của con. Má hai làm sao? Có chuyện rồi. Má. Cứ chi? Má hai lại qua đời đột ngột như vậy? Mấy ngày hôm nay thấy má hai con cứ nằm khóc suốt à. Nhưng mà má không ngờ chị ấy lại quyên sinh. Má. Chị hai ơi, sao chị không chờ thằng Ba Lâm về mà chị lại dội già bỏ đi như vậy? Ai đã phát hiện ra chuyện này? Con đẹp, sáng sớm nó vô thấy má hai con tắt thở rồi.
Chắc là chị uống thuốc nguyên sinh từ tối hôm qua nên đã không còn cứu chữa gì được nữa. Má, má đi dội vàng như vậy con biết ăn nói sao với chồng con đây. Tự trọng à, con viết lá thơ rồi sai sắp nhỏ đi riết lên dinh tây. Xin phép hoàng bà cho anh con về chịu tang má hai nghe con. Cho dầu nó có tội tình chi chăng nữa thì cũng phải cho nó về làm tròn chữ hiếu chứ. Đây là phong tục của người mình mà. Con ráng phân tách cho quan ba hiểu lý lẽ. Đàn ông cho anh con về sớm nghe Tư Trọng. Thường á, nếu uống thuốc độc thì thường chết sắc mặt sẽ tím tái. Còn trọng tử sẽ đột sau mấy tiếng đồng hồ. Để coi coi có phải là má hai đã uống thuốc độc thật hay không. Má, má ơi, Tư Trọng. Má, má ơi. Má, má, má tỉnh dậy đi má. Má à, má sao vậy má? Chắc là má ba xúc động má trước cái chết của má hai cho nên má ngất xỉu như vậy đó. Chú, chú mau đưa má đi cứu chữa gấp đi. Cậu ba, gặp cậu cũng mừng quá cậu ba. Gấp lắm rồi cậu. Cậu thấy con về nhà liền đi cậu. Cô. Dạ. Má tôi tự giận thiệt sao? Cớ chị má tôi lại trái nông nổi như vậy. Chắc là có khuất tất gì ở đây phải không? Mau nói cho tôi nghe đi. Dạ cậu. Trên đường đi con sẽ nói cho cậu nghe cậu. Cậu đi liền đi cậu. Ừ. Đi cậu. Nhanh lên cậu. Nhanh lên cậu. Cậu ba, cậu còn đi nổi nữa không cậu? Cậu ơi, hình như có người đang theo dõi mình đó cậu. Qua bên kia đi cậu. Bây giờ làm sao? Để tao cứu này. Đã tới ngày phải liệm má hai rồi. Không được, phải chờ chồng tôi về nhìn mặt má lần cuối thì mới liệm được. Chị ba, việc này không có chần chờ được đâu. Nếu liệm không đúng ngày giờ e rằng sẽ có hại về sau. Nếu tôi nhớ không lầm thì chính chị đã bằng lòng chọn ngày này mà, đúng không? Nhưng mà tôi phải đợi chồng tôi về đã. Chị đừng nói bướng. Nếu anh ba không về, chẳng lẽ để má hai nằm riết như vậy sao? Tránh ra đi. Không ai được đụng tới má tôi hết. Mở, đừng ở ra ngoài. Mở. Đi mở. Đi mở. Chuyện gì vậy Tư Trọng? Chuyện gì vậy con? Má. Má, chồng con chưa về mà chú Tư muốn liệm má con đó. Tư Trọng, sao con không chờ anh ba con về? Việc chôn cất không thể tùy tiện được má à. Mình đã nhờ thầy coi ngày thì mình phải làm theo ý thầy chứ. Nếu không thì hậu quả về sau sẽ rất là khó lường đó. Má, con chỉ lo cho gia đình này thôi. Nên con không muốn cãi lại lời thầy. Chứ con đâu có muốn làm khó gì chị ba đâu. Tôi biết ý tốt của chú, nhưng tôi muốn đợi thêm một chút nữa đặng chồng tôi về nhìn mặt má lần cuối chứ. Nhưng chị sẽ chờ tới chừng nào? Cớ chi giờ này chưa thấy thằng Ngôn đưa ba Lâm về? Không biết là ông Hoàng Ba có chịu thả nó hay không nữa. Chị ba, tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi với chị đâu. Được, tôi sẽ chờ một tiếng. Một tiếng nữa. Nếu anh ba chưa về, tôi buộc lòng sẽ cho người liệm và an táng má hai cho đúng giờ giấc. Con đi nghe má. Đi. Ừ.
Theo dự tính của con á, lẽ ra sáng nay ba Lâm phải có mặt ở nhà rồi, chứ đâu có trễ nải như vậy được hả Tú? Mà lo quá à. Có lý nào quan bà không cho nó về? Con nghĩ quan bà ở đây lâu nên cũng thông hiểu tục lệ xứ mình. Dù muốn hay không thì hắn ta phải để cho ba Lâm về, đang chịu tan má con nữa chứ. Sao tới giờ này mà vẫn chưa chịu về nữa? Trừ phi là có người ra tay giữa đường. Cậu ba, cậu đi tiếp được không cậu? Không sao, mình cứ đi tiếp cho mau, đang về nhà chỗ kia. Cậu ba, cậu ba, cậu bị sao vậy cậu ba? Cậu đau ở đâu vậy cậu ba? Tôi thấy đau như khắp người, giống như là có hàng ngàn con kiến đang chui rút trong xương tôi vậy. Tôi chết rồi. Sao lại có chuyện lạ lùng như vậy hả cậu? Bây giờ mình biết tính làm sao đây hả cậu? Tôi nhớ trước khi thả tôi ra, quan bà đã tiêm vô người tôi một mũi thuốc. Có lẽ đó là loại thuốc độc của Tây Dương. Bây giờ nó có tác dụng. Trời ơi, cớ gì ông lại có hai cậu vậy chứ? Tiền là quân đê tiền mà. Cậu ơi, cậu ráng lên nghe cậu, để con về cậu đi nghe cậu. Ráng lên nghe cậu. Cậu Tư. Anh ba, tránh ra coi. Anh ba Trọng. Anh bị sao vậy? Tư Trọng, chú Tư đón anh về hả? Mau đưa anh về gặp má. Căn do gì mà má lại tự giận vậy hả? Chú ở nhà phải thay anh chăm sóc cho má cẩn thận chứ. Cậu ba. Anh ba, em xin lỗi anh. Cũng bởi vì em mãi lo cho công việc nên khi xảy ra chuyện thì mọi thứ đã trễ rồi. Anh muốn nhìn mặt má lần cuối, chú giúp anh đi, đưa anh về mau đi. Anh ba, anh bị sao vậy anh ba? Anh bệnh hả? Anh thật sự không biết nữa. Toàn thân anh đau nhức lung lắm. Cậu ba, anh khó chịu quá. Ngôn, mày chịu khó chạy qua bên kia lấy nước cho cậu ba uống liền đi. Dạ, nhưng mà cậu ba. Nhanh lên đi, còn chần chờ gì nữa. Uống nước vô, không chừng á anh ba sẽ chịu bớt cơn đau nữa. Đi mà một chút đi. Cô ba, đi lấy nước đi, tôi cũng khát nước lung lắm. Dạ dạ, con đi. Con sẽ quay về liền, cậu chờ con nghe cậu. Mày nói nhiều quá, đi nhanh đi. Dạ. Anh ba, ngồi xuống đây. Anh ba, có phải anh thấy như ngàn mũi kim đâm vào da thịt anh không? Phải. Anh đau khóc cả người, anh không thể nào chịu nổi nữa. Em đoán trước là khi thả anh ra, quan ba đã sai người tiêm cho anh mũi thuốc. Đúng là anh đã bị tiêm thuốc, nhưng anh không biết đó là loại thuốc gì. Tên quan ba đó thiệt là ác nhân. Anh ba à, em e rằng hắn đã tiêm vô người anh một liều thuốc phiện. Loại thuốc đó tuy không ảnh hưởng tới tánh mạng của anh, nhưng nó sẽ làm cho anh đau nhức khắp mình mẩy, trí não bị rối loạn đó. Anh ba, anh ráng chịu đau một chút nha. Để thằng Ngôn lấy nước về, em cho anh uống, rồi sau đó em đưa anh về nhà chữa bệnh. Mà cái thằng này, sao mà nó đi lâu dữ vậy? Tôi chết rồi anh ba, chắc nó lạ đường nên đi sai chỗ. Anh chờ ở đây nghe, để em chạy đi kêu nó về. Ngồi đây đợi em nghe anh ba. Cơ chi toàn thân đau nhức, mẫu nước vô là hết chứ. Tôi chết rồi. Cậu Tư, sao cậu lại gạt tôi? Cậu ba sao rồi? Cậu làm gì cậu ba rồi? Ngôn. Thank you.
tao sẽ chăm sóc cậu ba cho mày. Cậu ba ơi, chạy đi cậu ba, chạy đi cậu ba. Anh ba ơi, em không tìm thấy thằng Ngôn, không biết nó bỏ đi đâu nữa, bực mình hết sức à. Anh ba bị như vậy mà nó bỏ đi cho được. Thôi mượn kệ nó đi. Anh ba, anh ráng lên nha, em cộng anh về nhà. Ráng lên nghe anh ba, nhanh lên anh ba. Tôi Trọng. Dạ. Tôi không tìm thấy Ngôn thiệt sao? Dạ không anh ba. Anh biết nó sẽ không bỏ mặc anh trong hoàn cảnh như vậy. Chú nói đi, thằng Ngôn đâu? Hay là chú đã hạ chết nó rồi hả? Anh ba, anh nói chi kỳ vậy anh ba? Cỡ gì trên áo chú đã dính máu, vậy có bộ dạng bị lôi kéo như vậy chứ? Có phải chú đã giết Ngôn vì sợ mưu kế chú sắp đặt bấy lâu nay bị lộ ra ngoài đúng không hả? Anh ba à, anh đừng có nghe thằng Ngôn nó nói xàm. Nó bị Tú mua chuộc đó, nó hùa theo cổ bài mưu tính kế hại gia đình mình đó. Lúc nãy nó tính dắt anh theo đường tắt rồi thừa cơ để lấy mạng anh đó, nhưng mà cũng may là nó chưa kịp ra tay thì em đã chặn nó lại rồi. Anh ba, anh có biết Tú chính là em ruột của Hường không? Cổ hận gia đình mình vì biết Hường bị đối xử tệ bạc nên tìm đủ mọi cách để trả thù đó. Anh không tin hả? Cái chết của má hai cũng là do Tú gây ra đó. Nhất định tôi sẽ tra xét và làm sáng tỏ mọi chuyện. Bây giờ tôi chỉ trông cho mau về tới nhà để lo hậu sự cho má tôi. Chú đưa tôi về, mau lên. Anh có đi nổi nữa không anh ba? Tôi e rằng đối với anh bây giờ về được nhà cũng là khó lắm rồi, nói chi tới việc tra xét làm rõ trắng đen. Anh dòm lại mình đi, anh đâu còn là cậu ba của ngày xưa nữa. Nói cho anh biết, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình này bây giờ là tôi, Tư Trọng này quyết định chứ không phải là anh, bà Lâm mà. Anh nghe rõ chưa? Tư Trọng. Anh không ngờ có ngày mình bị thất thế và mất hết quyền hành, phải không anh ba? Tệ hơn nữa, đứa em mà bấy lâu nay anh vẫn coi thường nay đã có trong tay tất cả. Anh có hận tôi không anh ba? Từ khi nào chú có ý muốn hại tôi như vậy chứ? Anh cần biết điều đó để làm chi? Phạm ở đời, kẻ khôn ngoan phải biết kiên nhẫn, chờ đợi và ra tay đúng lúc. Cần nhất là phải luôn làm ra vẻ cho mình hiền lành, khờ khạo, đặng không ai có thể nghi ngờ mình được. Không lẽ chú quên là từ trước tới nay tôi luôn đối xử tử tế với chú hay sao? Anh nghĩ tôi phải mang ơn anh vì việc đó hả? Nói thiệt với anh, từ nhỏ tôi luôn sống trong tâm trạng lo lắng sợ sệt, mà căn do cũng là vì anh. Cứ chi cũng là con, mà anh được dành cho tất cả mọi thứ tốt nhất ở trong nhà, kể cả tình thương và sự quan tâm của cha. Còn tôi được cái gì? Thì tất cả mọi thứ trong nhà này đều thuộc về của anh hả? Anh ba, anh có bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Hay anh mặc nhiên coi đó là sự sắp đặt của số phận? Không, không bao giờ tôi chịu chấp nhận thua thiệt anh cả đời đâu. Tôi phải đòi lại cái tôi đáng có,
Anh hiểu chưa? Nếu như chúa muốn, tôi có thể nhường lại quyền cai quản nhà cửa cho chúa. Cớ gì? Cớ gì chúa lại gây ra bao nhiêu chuyện, làm hại đến tánh mạng của người khác như vậy? Tôi biểu vào ra ngoài. Dạ. Cậu ba, cậu ba ơi, cậu tha cho tôi đi cậu ba. Cậu ba. Tôi lại cậu mà cậu ba ơi. Cô tưởng tôi thích cô hả? Tôi chỉ muốn thử coi cô có cái gì hay. Mà anh hai tôi lại muốn chiếm đoạt cô. Còn thằng Tư Trọng, vì cô mà bỏ hết ngoài tay những lời khuyên răn của gia đình. Cô có tài gì, dở ra cho tôi coi đi. Hả? Ngoài cái tài dụ dỗ đàn ông, cô biết mơ được chuyện gì nữa? Tôi lại cậu. Cậu đừng có nghĩ như vậy. Tôi không có dụ dỗ ai hết. Tôi xin cậu mà. Cô muốn ăn sung mặc sướng, thay đổi danh phận làm chủ nhân hay sao? Tôi ghét nhất là cái hạng đàn bà lẳng lơ trắc nết, đem thân xác ra để mà đánh đổi tiền bạc danh vọng. Với tôi, việc đó đáng khinh bỉ. Tôi cũng nói thiệt cho cô biết, cô có thể dụ dỗ bất cứ ai, nhưng riêng với ba Lâm này thì cô đừng có hòng. Tôi khinh rẻ hàng người như cô. Chuyện Hương có thai bị cắt lưỡi rồi bị đưa đi biệt tích, có phải do một tay chú gây ra hay không? Việc đó xảy ra ngoài ý muốn của tôi. Cô ta tự nguyện hiến dâng, chứ tôi không cưỡng đoạt cổ. Có phải mình đã có nhân duyên trời định không cậu? Bao nhiêu năm qua em vẫn nhớ như in cái ngày mà cậu cho em tiền để chôn cất má. Ơn nghĩa của cậu lớn lắm, suốt đời này em không thể quên. Mà nghĩ cũng lạ, cớ chi cậu luôn có mặt những lúc em gặp chuyện không may. Nhiều lúc em nghĩ, nếu em không gặp được cậu, chắc em không sống nổi tới ngày hôm nay. Cậu Tư, cậu chính là ân nhân của em, là người em kính trọng nhất trên đời này. Nếu như phải hy sinh tính mạng để cứu cậu, em cũng không tự. Em là đứa con gái thân phận hèn mọn. Nếu như cậu không chê, em xin lấy thân này để đền đáp ơn của cậu. Thank you.
chuyện này. Tối qua cô đã... Không may là cô đã có thai với tôi, và tôi không muốn vì chuyện đó mà ảnh hưởng tới danh tiếng của mình, còn má tôi nữa. Nếu như Hường khai ra sự thật, chắc má tôi sẽ chết vì hổ thẹn. Tốt hơn hết là Hường đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Tư thì sao? Má Tư đã đoán trước được ý đồ của tôi, nên tôi không để cho bà ta học lại chuyện đó với mọi người. Đúng là mày rồi. Má nói gì vậy má? Là mày. Tất cả mọi chuyện là do một tay mày sắp đặt. Mày lập mưu chia rẽ tao với bà Vú. Má nói gì kỳ khôi vậy? Con không hiểu gì hết. Mày diễn cũng hay lắm đó, nhưng vở tuồng của mày sắp kết thúc rồi. Tao sẽ cho mọi người thấy hết cái kết của nó. Tôi muốn Tú phải tiếp tục thực hiện mọi thứ mà cổ đang dự tính. Nói cho cùng, chính má Tư tự chuốc lấy tai họa cho mình thôi. Thiệt là đáng sợ. Ngay từ đầu chú đã biết Tú ôm hận trong lòng và lập kế hoạch để báo thù. Vậy mà chú vẫn âm thầm theo dõi, rồi tìm cách khích bá cổ, để cổ ngày càng lún sâu trong thù hận. Anh có biết
Tú là người tôi hết mực yêu thương, nhưng đã bị anh cướp mất. Nếu không có anh, tôi và Tú chắc sẽ sống hạnh phúc trọn đời đó. Anh có biết tôi đau đớn ra sao không? Tôi phải gọi người tôi yêu bằng hai tiếng chị dâu không? Anh có biết nỗi nhục nhã ê chề khi tôi phải cắn răng đốt những lá thư đầy ấp những kỷ niệm để mong được sống yên thân trong cái gia đình này không? Anh làm sao mà biết được cảm giác đó chứ? Anh chỉ là một kẻ nhẫn tâm, chỉ biết sống cho riêng mình. Tôi hận anh, tôi hận anh lung lắm, anh có biết không? Chưa được chết anh, anh phải làm như vậy thì anh em mình mới mau về nhà được. Thả tôi ra đi, để tôi còn về nhà lo hậu sự cho má tôi. Mọi chuyện anh em mình sẽ bàn bạc là sao? Anh có về giờ này cũng đã trễ luôn rồi. Má hai cũng đã được chôn cất xong, anh không cần phải lo đâu. Tôi đối xử tệ bạc với tôi như vậy, dù sao mình cũng là anh em ruột thịt mà. Mau cởi trói cho tôi đi, tôi chỉ cần về nhà thắp cho má tôi một nén nhang, rồi mỗi việc sau này chú muốn sắp xếp sao tôi cũng bằng lòng. Anh tưởng là tôi vẫn còn là thằng Tư Trọng dễ bị ức hiếp sao? Tôi không có ngu dốt tới nỗi để người ta dụ ngọt rồi tôi tự làm hại mình đâu. Mọi việc tôi mừng đều đã được tính toán kỹ càng, anh đừng hòng lay chuyển được tôi. Như vậy chú muốn dùng cách gì để đối phó với tôi? Chuyện đó từ từ rồi anh sẽ biết. Tư Trọng, bây giờ anh muốn về nhà lắm chứ chị? Vậy thì anh tự về đi, nhưng phải tự giải thoát cho mình đã. Tư Trọng à, rồi hãy nói tới chuyện tìm đường về, tôi không chờ anh được đâu. Tôi chọn mà. Mày, tôi chọn mà, tôi chọn mà, em làm gì vậy? À, em làm gì vậy? Tan gia bái biệt. Thưa cậu Tư, cái lễ hạ quyệt tôi đã làm xong. Thôi, tôi xin phép cậu. Dạ.
Đã tới giờ hạ quyệt, mọi người chuẩn bị đi. Khoan đã, chồng tôi chưa về, mọi người đợi thêm chút nữa đi. Nếu hạ quyệt bây giờ thì tôi biết làm sao ăn nói với ảnh chứ. Giờ các hạ quyệt không thể tùy tiện được. Chị ba, chị không nghe thầy nói sao? Nếu được qua thời khắc này thì sau này hậu quả sẽ không tránh khỏi. Trong nhà sẽ có người gặp nạn. Không có nhân nhị gì hết. Cứ chứ chị lại cố tình ngăn cản gì chị ba? Đây là chuyện hệ trọng mà. Chị không thể muốn mừng sao thì mừng. Không có chần chờ nữa, phải hạ quyệt thôi. Tư Trọng à, mình ráng chờ anh con về đi con. Chắc nó cũng sắp về tới rồi đó. Không được đâu má. Khi nào anh ba về, con sẽ nói cho anh ấy tỏ. Con nghĩ anh sẽ không trách cứ chi mình đâu. Chuẩn bị hạ quyệt đi. Dạ. Dạ. Ông trời, ông đã cho má tôi. Thả ra, anh cứ tránh ra. Trọng à, tránh ra, tránh ra. Sắp nhỏ đâu? Trọng, không có được hạ quyệt. Kêu bà ba vô. Dạ. Trọng. Má. Trọng. Nếu cần, trói cô lại. Hơi kia sông chân thả cô ra. Hạ quyệt. Không được hạ quyệt. Tư Trọng à, cô hồi ngưng lại đi con. Mình không thể chung sống với hai cô được. Tư Trọng. Hả? Cứ chỉ là chung sống với hai chứ. Má ơi, má. Cái con gì nè? Ai nhốt tôi vậy nè? Trọng à, má hai con vẫn chưa chết. Có thả má hai con ra đi không? Ba Lâm là anh ruột của tôi. Con ơi, sao tôi lại đối xử tệ với anh được? Mày, đồ tác nhân! Mày vì con Hường á thì chuyện quấy gì mà mày không dám mần chứ? Cũng may là mạng số của tao chưa tận, nên Diêm Dương mới tha cho tao về. Từ rày á, mày đừng có má con gì nữa hết. Mày ôm đồ đạc ra khỏi nhà cho khuất mắt tao đi. Mẹ làm gì vậy? Từ giờ trở đi, tôi sẽ ở bên cạnh mình. Tôi sẽ bù đắp cho mình mọi khổ sở và vất vả mà trước đây mình phải gánh chịu. Có được không mình?